Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Anupap Tunalom, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu. Tại cuộc hội đàm, đoàn đại biểu cấp cao hai thành phố đã trao đổi và nhất trí thông qua định hướng hợp tác giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án cải tạo đàn bò thịt do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông lâm nghiệp thủ đô Viêng Chăn phối hợp thực hiện. Hai thành phố cũng xem xét xây dựng trung tâm thương mại và du lịch của hai địa phương tại thủ đô Viêng Chăn và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hàng năm cấp 10 suất học bổng đại học và 7 suất học bổng thạc sĩ cho thủ đô Viêng Chăn, hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn thúc đẩy năm du lịch Lào 2018 và tổ chức hội nghị du lịch các thành phố tiểu vùng sông Mekong tại Viêng Chăn. Trong khuôn khổ chuyến thăm cũng đã diễn ra lễ trao tặng 50 con bò giống lấy thịt của Thành phố Hồ Chí Minh cho thủ đô Viêng Chăn, đồng thời khai mạc những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn.